quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Mặc Nhật Kim Anh mong gặp con, chồng cũ thoải mái đưa bé đi du lịch. Dường như Bửu Lộc không quan tâm đến mong muốn của nữ ca sĩ và anh vẫn đưa con đi chơi riêng với gia đình. Câu chuyện tranh giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh với chồng cũ là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm và thương cảm của dư luận trong suốt năm 2019, kéo dài đến 2020. Chỉ vài ngày mở đầu năm 2020 nhưng cô đã khổ sở vô cùng vì không được đi chơi với bé hay cả chuyện FaceTime nhìn mặt con cũng chẳng thể. Nhật Kim Anh thường rơi vào trạng thái suy sụp khi không được gần Bửu Long. Chồng cũ nữ ca sĩ đưa con trai đi du lịch. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Bửu Lộc khoe loạt ảnh gia đình cùng nhau đi du xuân, đi chơi ở Mũi Né. Có thể thấy mặc kệ Nhật Kim Anh mong muốn được gặp con hay mùng 3 sẽ cùng bé đi chơi Tết, và chồng cũ của cô vẫn đưa Bửu Long đi với gia đình bên nội như lịch trình. Cậu bé được diện áo dài đỏ rực rỡ tông xuyệt tông với cả nhà trong ngày mùng 1. Cả nhà đi đến thành phố biển để nghỉ ngơi. Liệu rằng cảm giác của Nhật Kim Anh sẽ ra sao khi mình không được gặp con, lại thấy hình ảnh như thế này? Bửu Long tạo dáng chụp ảnh bên ba. Rất nhiều người không hiểu lý do thế nào mà chồng cũ lại cản trở cô gặp con đến như vậy. Nhóc tì khá phấn khích khi được đi chơi. Nhật Kim Anh van xin chồng gặp con trong ngày 30 Tết. Những ngày trước và sau Tết, mọi người ai cũng vui vẻ vì được sum họp gia đình, đón những niềm vui trong năm mới. Thì giọng ca Lâu Đài Cát lại có cảm xúc trái ngược. Cô mệt mỏi vì không được gặp con. Dù đã nhắn tin liên tục đến mức van xin, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ phía đối phương. Cô kêu gào, tại sao họ có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Cầu mong pháp luật công bằng đòi lại công lý giúp tôi. Chuyện Nhật Kim Anh liên tục làm ồn ào vì không thể gặp con là điều dễ hiểu. Ai ở trong hoàn cảnh làm mẹ sẽ càng thấu hiểu hơn cho tâm trạng của cô. Đứa con mình đứt ruột sinh ra đến nay lại khổ sở để gặp mặt là điều chẳng chấp nhận được.